Hello, xin chào mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh Bitcoin. Thì hôm nay mình sẽ update lại và hướng dẫn mọi người tham gia vào các airdrop đến từ dự án Slingshot nha các bạn. Thì dự án Slingshot này trước đây mình cũng đã có thông tin ở trên kênh, đó là trên kênh Telegram của mình, đó là ở cái bài viết đó là K3201 nhé. Thì trước đây là mình đã cho các bạn là đăng ký sớm để nhận NFT đến từ dự án Slingshot này. Thì cái dự án này là một dự án của là sàn DEX AMM thôi các bạn. Thì hiện tại thì nó hỗ trợ rất là nhiều mạng lưới nha. Thì hiện tại thì nó hỗ trợ các mạng lưới bao gồm như là Arbitrum này và Binance này, BSC ấy, và là Polygon Matic và Optimist. Thì ngoài ra thì hiện tại họ đã có là add thêm cái mạng lưới đó là Osmosis. Thì cái mạng lưới Osmosis nè, mạng lưới Osmos này là mạng lưới bên Cosmos Atom nha các bạn, Cosmos Hub ấy. Ok, thì đây là một cái sàn DEX AMM thôi. Thì hiện tại thì họ đang có chương trình airdrop, đó là khi mà các bạn dùng cái sàn DEX của họ và các bạn trade trên 100 đô ở mạng lưới bất kỳ, volume trên 100 đô ở mạng lưới bất kỳ, thì các bạn sẽ nhận được là một cái NFT là Slingshot của họ. Thì đây là một cái NFT giới hạn nha các bạn, limit nhé. Đây là một NFT giới hạn này, phiên bản giới hạn này. Và thì phần thưởng giới hạn này nó thì trong cái phần thưởng giới hạn này nó sẽ chứa NFT được chia nhỏ nhé. Thì trong cái phần thưởng đó thì nó sẽ chứa các NFT được chia nhỏ với giá trị lên đến là 3.000 đô la nhé, 3.000 đô từ các bộ sưu tập hàng đầu như là Maize, Azuki và vân vân. Thì ngoài ra ấy, thì khi mà các bạn tham gia thêm cái airdrop này thì các bạn sẽ có một cái, các bạn sẽ nhận được những cái quý nha, cái quý xổ số đấy, thì cho quà tặng đó là một BTC nha, khá là ngon. Thì trước đây mình cũng đã hướng dẫn, thì lúc trước anh em nào mà đã đăng ký danh sách whitelist phiên bản mobile ở cái dự án Slingshot này rồi thì bây giờ các bạn chỉ cần là vào các bạn trade thôi, các bạn vào sàn DEX của họ, các bạn trade các lệnh khoảng trên 100 đô là được nha. Thì phần trade này các bạn đâu mất gì đâu, các bạn chỉ mất phí thôi. Thì phí rất là rẻ nha các bạn. Thì phí khi mà các bạn trade thì phí khoảng là 0,2 đến 0,5 đô thôi, rất là rẻ nhé. Ok, thì đây. Thì trước đây thì mình cũng đã hướng dẫn anh em ở trên kênh rồi. Thì đối với anh em nào mà đã đăng ký thì bây giờ anh em chỉ cần vào sàn DEX của họ các bạn swap thôi. Còn đối với anh em nào mà chưa đăng ký, còn đối với anh em nào mà chưa đăng ký thì có thể là vào link dưới phần mô tả video, các bạn đăng ký whitelist nha. Các bạn đăng ký phiên bản mobile thì khi mà các bạn vào link đó thì ở đây nó sẽ có là nút join whitelist này, các bạn chỉ cần điền lại email của các bạn thôi nha. Các bạn điền lại email của các bạn rồi các bạn nhấn vào nút join whitelist. Còn đối với bạn nào mà đăng ký rồi ấy mà muốn vào cái trang dashboard của họ ấy, thì các bạn chỉ cần nhấn vào nút early sign up này, có nghĩa là các bạn đã có tài khoản rồi ấy, các bạn đã đăng ký trước đó, thì các bạn chỉ cần nhấn vào cái link này rồi các bạn điền lại cái email của các bạn thôi. Rồi các bạn nhấn nút request link thì sau đó nó sẽ gửi cho các bạn một cái link về email, thì bên trong email các bạn nhấn vào cái link đó thì nó sẽ dẫn các bạn đến cái trang dashboard này, trang wallet của các bạn thôi nhá. Wallet dashboard này. Và thì trong cái trang wallet dashboard này các bạn nhớ là connect với lại cái địa chỉ ví của các bạn luôn nhá. Và các bạn lưu ý luôn là khi mà các bạn làm ấy thì các bạn cần phải dùng cái địa chỉ ví của các bạn phải swap lên đây nhá. Giữa đăng ký wallet trên phiên bản mobile thì các bạn connect cái địa chỉ ví giống với cái địa chỉ ví mà các bạn đã swap ở trên đây là 100 đô trên đây nè nha. Thì các bạn nhớ connect với lại cái ví MetaMask của các bạn hoặc là ví trust gì đấy nha. Các bạn nhớ connect đúng cái địa chỉ ví của các bạn nha. Nói chung là giữa là đăng ký wallet này với lại là trade này thì các bạn nhớ dùng chung một ví nha, một địa chỉ ví nha. Ok, thì đối với bạn nào mà chưa đăng ký thì các bạn chỉ cần điền lại email, rồi các bạn nhấn vào nút join valid, rồi các bạn vào email, các bạn nhấn vào link xác nhận thôi nha. Các bạn nhấn vào link xác nhận thôi. Thì trước đó mình cũng đã có hướng dẫn anh em, sau trước đó mà anh em đăng ký á thì trước đó mình cũng đã có một cái bài update, đó là nhận để đăng ký vào rồi các bạn nhận vào NFT. Thì sau khi các bạn đăng ký xong ấy thì các bạn vào đây nhá. Các bạn login vào, sau khi các bạn nhấn vào link trên email xác nhận xong ấy thì nó sẽ dẫn các bạn đến trang valid như thế này luôn. Rồi các bạn chỉ cần connect với lại cái địa chỉ ví của các bạn thôi. Và tiếp theo đó thì các bạn kéo xuống đây thì ở dưới đây này, wallet reward này, nó sẽ có cái mục đó là basic, bronze, silver này, gold này, platinum này và cuối cùng đó là diamond. Thì cái NFT diamond này là cái NFT trading nhá. Trading thì chúng mình chuẩn bị hướng dẫn này, mình chuẩn bị hướng dẫn các bạn ấy, thì trading là có nghĩa là 100 đô này nhá.
Thì cái sự kiện này nó sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 2 nhé. Nó diễn ra từ hôm qua rồi. Thì nó sẽ diễn ra từ ngày 8 tháng 2 đến nó sẽ kết thúc vào ngày 2 tháng 8 nhé, mình nhầm nhé. Sorry các bạn. Thì nó diễn ra từ ngày 2 tháng 8 đến ngày 9 tháng 8 nha các bạn. Thì còn khoảng là 6 ngày nữa thì nó sẽ kết thúc nha. Và phần thưởng phiên bản giới hạn nó sẽ được phân phối cho tất cả chúng ta vào được vào ngày 12 tháng 8 nha. Thì khi mà các bạn tham gia thì các bạn sẽ chắc chắn nhận được là cái NFT Slingshot này. Thì khi mà các bạn nắm giữ NFT Dynamon này ấy, khi mà các bạn nắm giữ NFT này ấy, thì các bạn sẽ có cơ hội là nhận được những là đó là 3.000 đô nhá. Ăn chia chúng ta là ăn chia 3.000 đô. Ngoài ra thì cái trong ngoài ra thì các bạn sẽ nhận được thêm là một cái vé xổ số để ăn chia thêm là một BTC nữa. Ok, thì hiện tại thì đây là cái wallet trên phiên bản mobile thôi, thì hiện tại thì app mobile họ chưa ra nhá. Thì bây giờ các bạn cứ đăng ký thôi. Thì sau này khi mà họ ra app thì các bạn chỉ cần tải app về thì những NFT này nó sẽ hiện ra trong ví cho các bạn thôi. Trên app của họ thôi nhá. Ok, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người để tham gia vào can drop này. Thì về việc đối với anh em nào mà chưa đăng ký wallet, cái bước thứ nhất á thì anh em cần phải là đăng ký wallet phiên bản mobile trước nhá. Anh em vào đây. Còn lúc trước mà anh em nào mà đã đăng ký rồi thì thôi không cần đăng ký lại đâu nha. Thì anh em nào mà chưa đăng ký thì cần điền lại email rồi nhấn nhấn vào nút join wallet thôi, rồi các bạn vào bên trong email các bạn nhấn vào link xác minh là xong nha. Thì sau khi các bạn xác minh xong thì nó sẽ dẫn các bạn đến đây, rồi các bạn chỉ cần connect với lại cái địa chỉ ví của các bạn thôi nha. Ok, thì sau khi các bạn đã đăng ký wallet phiên bản mobile xong rồi thì bây giờ các bạn cần phải qua cái sàn desk của họ, các bạn trade volume trên 100 đô nha. Ok, thì hiện tại thì cái sàn desk của họ là hỗ trợ đó là mạng lưới là Arbitrum này, Binance Chain này, là có nghĩa là BSC các bạn, với lại là Polygon, với lại Optimist. Thì đối với anh em nào mà đang có sẵn những cái tài sản trên những cái mạng lưới nào á thì bất bất kỳ mạng lưới nha, anh em có thể là chọn bất kỳ mạng lưới rồi anh em là swap trên 100 đô là được thôi nhá. Ok, thì ở đây thì mình khuyến khích các bạn đó là sử dụng là Arbitrum nhé. Tại vì sao? Thì hiện tại thì Arbitrum, mạng lưới Arbitrum nó chưa ra token. Thì bây giờ các bạn dùng cái mạng Arbitrum này các bạn swap thì các bạn sẽ lấy được một cái lịch sử giao dịch trên mạng lưới Arbitrum, để khi mà sau này khi mà Arbitrum nó ra mắt token đó thì nó sẽ cho những người mà đã có từng là giao dịch ở trên là cả cái mạng lưới của họ và trải nghiệm những cái sản phẩm chạy trên mạng lưới của họ nhé. Thì chúng ta sẽ có cơ hội cao hơn thôi. Và hiện tại thì hình như là cái dự án Slingshot này nó cũng chưa ra mắt token luôn. Thì anh em là trading trên đây thì sau này khi mà dự án Slingshot này nó ra mắt token thì anh em cũng có cơ hội đó là nhận token từ dự án. Ok, thì đối với thì tùy anh em thôi, anh em nào mà đang có tài sản bên mạng lưới nào thì các bạn chọn mạng lưới đó thôi. Hiện tại nó đang hỗ trợ là 5 mạng lưới nhá. Hiện tại là mạng lưới mới đó là Osmos là bên CosmosHub, thì mình khuyên các bạn là nên dùng Arbitrum hoặc là BNB hoặc là Polygon hoặc là Optimist này cho dễ nhé. Thì đây mình sẽ hướng dẫn mọi người đó là mình ví dụ mình sử dụng Arbitrum đi, thì các bạn chọn là các bạn nhấn vào đây này, các bạn nhấn vào đây nhé. Đây thì đây là sàn desk của họ là app.slingshot.finance. Thì sau khi các bạn vào lên xong thì các bạn nhấn vào nút đây này, chỗ phần này nó sẽ cho các bạn chọn mạng lưới này. Thì các bạn muốn chọn mạng lưới nào thì các bạn chọn mạng lưới đó, thì ở đây mình sẽ chọn mạng lưới là Arbitrum. Ok, sau đó thì các bạn nhấn vào nút Connect Wallet thôi. Sau đó các bạn chọn là MetaMask. Thì trên nếu mà các bạn chọn Arbitrum á thì trên ví MetaMask của các bạn phải chuyển đổi sang mạng lưới Arbitrum nhé, Arbitrum.mon này nhé. Ở đây mình đã chuyển sang mạng lưới Arbitrum rồi. Còn mà nào mà chọn muốn trade bên mạng lưới BSC ấy thì các bạn chuyển sang mạng lưới là BSC nhé, rồi các bạn connect ví thôi. Ok, thì ở đây mình sẽ nhấn vào nút connect MetaMask. Ok, sau đó mình connect với lại cái địa chỉ ví của mình. Thì cái địa chỉ ví của các bạn ấy, các bạn trade bằng khi mà các bạn connect ấy, cái địa chỉ ví cái ví của bạn phải giống như là cái ví là bên các bạn đăng ký bên wallet mobile nhé. Ok, các bạn connect thôi. Thì sau khi connect xong thì nó sẽ hiện ra cái mục trade như thế này nhé. Ở đây là ở chỗ cái avatar này là cái địa chỉ ví, các bạn có thể nhấn vào các bạn xem cái địa chỉ ví của bạn thôi nhé. Đây. Ok, thì ở phần trade các bạn nhớ chọn một phần trade, thì ở phần trade này sẽ có một swap đây, nó chỉ có một mục thôi. Thì đây là sàn desk em mà. Thì ở đây mình khuyến khích các bạn là swap từ USDC sang USDT nhé. Thì để tránh trượt giá thôi.
thì bây giờ nó yêu cầu chúng ta là swap trên 100 đô, thì các bạn chỉ cần là điền lại 100 đô, 100 USDC sang USDT đấy. Sau khi các bạn điền số lượng xong thì các bạn nhấn nút Insure Fill Full này này, các bạn swap thôi nhé. Thì ở đây hiện tại thì mình chưa có tài sản nào, hiện tại thì bên mạng lưới Arbitrum mình không có cái gì hết nha. Ok, thôi còn đối với bạn nào mà bên Arbitrum các bạn đang có ETH á, thì các bạn chọn ở trên là ETH, còn ở dưới thì các bạn chọn cho mình là USDC hay là USDT rồi đó nha. Rồi các bạn swap từ ETH qua sang USDT với khối lượng là trên 100 đô là được thôi. 0,05. 0,09 là khoảng là 100 đô ấy. Đấy, các bạn tính ra thôi. 0,07. Khoảng là 0,065 là đủ nhá. 0,06 là được rồi, là trên rồi. 0,0665 là được nhá. 61 vậy đấy. Thì các bạn cứ tính ra thôi, các bạn swap từ ở trên này, các bạn ở trên các bạn chọn con token nào ấy. Ví dụ các bạn đang có USDT thì các bạn chọn USDT. Còn các bạn đang có ETH sẵn trên 100 đô thì các bạn chọn ETH, còn ở dưới các bạn chọn cho mình là USDT hoặc là USDC thôi. Đấy. Rồi các bạn swap sang thôi, trên trên 100 đô là được nhá. Thì sau khi các bạn swap xong là được thôi. Sau khi các bạn swap xong thì các bạn đợi đến ngày 12 nha. Các bạn đợi đến ngày 12 tháng 8, nó sẽ phân phối phần thưởng cho các bạn. Thì nó sẽ phân phối về đâu? Nó sẽ phân phối về cái dashboard wallet này nè nha. Các bạn kéo xuống đây các bạn sẽ nhìn thấy là ở đây nè, ở phần Dynamo Trading này nè nha. Nó sẽ hiện dấu tích màu V như những cái NFT lúc trước mà chúng ta đã nhận thôi nha. Nó hiện dấu tích màu V là các bạn đã nhận được, và chúng ta là đợi nó ra app rồi chúng ta claim thôi. Đấy. Ok, hoặc là các bạn có thể là kiểm tra trên đây này, rewind trên đây này, cái đóng trên đây này. Đấy. Thì các bạn chỉ cần trading volume trên 100 đô là được nhá. Thì ở bên mạng lưới Arbitrum này phí rất là rẻ thôi nhá, phí khoảng là không, nó dao động khoảng là 0,2 đến 0,5 đô thôi cho một lần swap nhá. Đối với là những cái mạng lưới khác như là BNB, BSC cũng vậy thôi, phí rất là rẻ nhá. Và là Polygon và là Optimist toàn những mạng lưới phí rẻ thôi. Thì các bạn có đang có tài sản bên mạng lưới nào thì các bạn chọn mạng lưới đó, các bạn swap thôi là xong. Thì cái khi mà các bạn swap xong á, thì các bạn đợi đến ngày 12 tháng 8 nhá. Nó sẽ các bạn kiểm tra bên đây, nó sẽ gửi về đây cho các bạn thôi. Nó hiện cái NFT đi nó mình trading này, nó sẽ hiện ra dấu tích màu quê như thế này, là các bạn đã nhận được, là các bạn đủ điều kiện ấy. Ok, thì khi mà các bạn nắm cái giữ NFT đi mình trading này thì chúng ta mình nhắc lại luôn là sẽ có cơ hội đó là ăn chia, đó là các bạn ăn chia là đó là 3.000 đô nhá. 3.000 đô này. Kèm theo đó là một BTC nhá. Đây này, win một BTC này nhá. Thì hiện tại thì đang có hơn 2 triệu người tham gia rồi. Các bạn, hiện tại thì đang có hơn 2 triệu người tham gia rồi. Thì cái dự án Slingshot này ở trên kênh mình cũng đã điền lâu rồi, ở cái bài viết đó là K3201 lận nha, rất là lâu rồi. Đấy thì chỉ cần như vậy thôi. Thì bây giờ mình xin tóm tắt lại, đó là bước 1 thì các bạn đăng ký wallet nha. Bước 1 các bạn cần phải đăng ký wallet và là cái email của bạn, rồi sau đó các bạn xác minh và email xác minh thì nó sẽ dẫn các bạn đến cái trang wallet dashboard như thế này. Wallet dashboard như thế này. Thì phần này thì các bạn nhớ connect với lại cái địa chỉ ví MetaMask của các bạn vào trong đây luôn nha. Nha. Bạn connect với lại cái địa chỉ ví MetaMask của các bạn vào trong đây luôn. Sau khi connect xong thì nó sẽ hiện ra cái địa chỉ ví của bạn thôi, sau khi thêm vào thì nó sẽ hiện ra cái địa chỉ ví của các bạn thôi. Ok, thì đó là bước 1, sau khi các bạn đăng ký wallet và connect cái địa chỉ ví của các bạn xong thì các bạn qua cái sàn DEX AMM của họ, rồi các bạn connect với lại bất kỳ mạng lưới nào nhé, bất kỳ mạng lưới nào, rồi các bạn swap với volume là trên 100 đô là được thôi nhé. Các bạn nhớ là một lệnh nhé, một lệnh trên 100 đô nha các bạn, chứ không phải là các bạn volume các bạn ấy ra nhiều lệnh đâu, nó bắt buộc các bạn cần phải là một lệnh trên 100 đô nha. Ở đây mình nhắc lại con này, đây khối lượng giao dịch tối thiểu này 100 đô trên Slingshot này. Thì
nó hướng dẫn luôn nè các bạn. Đầu tiên thì các bạn phải đăng ký danh sách chờ trên trang web của thiết bị di động nhé, thế này đấy. Và tiếp theo đó thì sử dụng cùng một địa chỉ quý nhé, đấy, kết nối với trong bảng điều khiển của danh sách chờ di động. Rồi các bạn qua cái sàn Adet này, các bạn connect với lại cái địa chỉ quý của bạn, connect với lại cái ví MetaMask, rồi các bạn swap thôi, swap trên 100 đô là được. Nó yêu cầu luôn là trade minimum là trên 100 đô nha các bạn nhé. Các bạn nhớ trade volume trên 100 đô là được nhé, một lệnh nha, chứ nhiều lệnh cộng lại thì mình nghĩ không có được đâu nhé. Một lệnh là 100 đô nhé. Ok, thì sau khi trade xong thì các bạn cứ để nguyên đó thôi. Đấy. Rồi đến ngày thì nó sẽ phân phối vào đây cho chúng ta. Đấy. Là xong. Ok, còn ở đây thì mình xin nhắc lại thì đối với bạn nào mà không có vốn để trade trên 100 đô ấy nhá. Nếu mà bạn nào mà không có vốn trade trên 100 đô ấy thì các bạn cứ đăng ký cái whitelist này, danh sách chờ này nhá, đăng ký whitelist trên thiết bị di động ấy. Thì khi mà các bạn vào đây thì các bạn sẽ nhận được là những cái NFT như là đây này nhá. Đây nè. Thì ở đây các bạn cũng có thể chích nhá. Thì để chích để nhận được những cái NFT này, level 1, level 3, level 4 này này, nó sẽ có dao động nè. Thì đối với cái basic, cái NFT basic này các bạn cần phải có một red pro nhá, thì các bạn chích vẫn được nhá. Thì khi mà các bạn tuyển một red thì các bạn sẽ nhận được là đây nhá, nó sẽ hiện vô tấm màu quê cho các bạn thôi, là các bạn sẽ nhận được rồi đấy. Các bạn có thể là nhấn vào đây, các bạn claim, hình như nó hiện chữ claim đây này, lâu rồi mình cũng quên rồi nhá. Còn 5 red thì các bạn sẽ nhận được là cái NFT Brojon, 10 red thì các bạn chọn cho mình đó là silver đấy. Thì các bạn ở trên đây nó sẽ có cái link red của các bạn này nhá. Các bạn copy lại, các bạn đi chích thôi nhá. Các bạn lấy những cái email mới á, các bạn làm cho cái này nhé, xong thôi. Ok, thì đó là đối với bạn nào mà không có vốn để trading nhé. Ok, thì như vậy là cái video mình hướng dẫn các bạn tham gia vào Canrop đến từ dự án Slingshot, một cái sàn DEX AMM hỗ trợ nhiều mạng lưới, đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem, hẹn các bạn ở video tiếp theo.